Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình 100 Nội Fashion phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình VITV. Ngày hôm nay, trong không khí ngọt ngào lãng mạn của ngày lễ tình nhân Valentine, 100 Nội Fashion sẽ cùng quý khán giả chiêm ngưỡng các mẫu váy cưới tinh tế, sang trọng, gợi cảm đầy quyến rũ. Nhưng trước tiên, hãy cùng đến với những thông tin đáng chú ý. Mới đây tại Hà Nội đã diễn ra vòng chung kết cuộc thi đặc biệt dành cho những phụ nữ công sở yêu thời trang tóc với chủ đề Mái tóc tự tin tỏa sáng. Khởi động từ tháng 7 năm 2015 và trải qua 3 vòng sơ khảo để chọn ra 30 thí sinh xuất sắc vào vòng chung kết. Đây không phải là cuộc so tài của các nhà tạo mẫu tóc mà là một sân chơi độc đáo dành cho chính người tiêu dùng. Dù là nhân viên văn phòng, bác sĩ, luật sư, phóng viên, đại diện cho nhiều tầng lớp xã hội, làm những công việc khác nhau trong cuộc sống, nhưng họ là những người luôn mong muốn có một mái tóc đẹp, phù hợp. Hair Outfit năm 2015 là một cuộc thi thu hút được nhiều sự quan tâm của công chúng, không chỉ bởi tính chất xã hội của cuộc thi mang lại, mà còn để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng những người tham dự. Thời trang đôi không quá xa lạ với nhiều người, bên cạnh các sản phẩm đồ đôi quen thuộc như áo đôi, mũ đôi hay khăn đôi thì còn có một item đôi khác cũng khá đặc biệt, đó là giày đôi. Xin mời quý vị cùng tìm hiểu sức hút của giày đôi trong phóng sự ngay sau đây. Những năm gần đây, các thiết kế đồ đôi khá phổ biến và được nhiều tín đồ yêu thời trang lựa chọn bởi sự nổi bật, dễ gây ấn tượng với người đối diện và kiểu dáng trẻ trung, bắt mắt. Đặc biệt, trong dịp lễ tình nhân Valentine, đồ đôi càng được yêu thích hơn cả. Bên cạnh những mẫu áo đôi bằng chất liệu len, nỉ hay áo khoác đôi, giờ đã quá quen thuộc với nhiều người, giày đôi cũng là một lựa chọn khá thú vị. Có thể thấy, các mẫu giày đôi thường là giày thể thao với kiểu dáng năng động, màu sắc trung tính, dễ phối đồ, thích hợp với mọi hoàn cảnh, giúp các cặp đôi thoải mái di chuyển, sải bước bên nhau và tự tin thể hiện phong cách. Xu hướng giày đôi năm nay thì gồm giày lười và giày thể thao của các nhãn hiệu nổi tiếng. Giày lười vải, giày thể thao vải hoặc là giày thể thao đế kép. Các giày này, các size của nó thì thường đổi từ 36 đến 44 mà cả nam cả nữ đều đi được. Thì những form màu rất là cơ bản thôi, màu đen trắng và màu đen đỏ, màu đen xanh chuối nữa. Cũng có một số cặp thì muốn nổi bật thì họ có chọn những màu có thể là nó lạ hơn một tí, như là màu chuối đỏ chẳng hạn, màu chuối cam. Hãy xem cặp đôi này có cảm nhận như thế nào khi quyết định lựa chọn giày đôi thay vì các sản phẩm giày thông thường khác. Chúng mình là một đôi ấy, thì muốn sử dụng đồ chung, đồ đôi cho nó dễ mọi người nhận biết được và thể hiện được tình cảm của mình. Đồ đôi thì nó sẽ rất đẹp và nổi bật khi đi cùng nhau, đi bạn bè, cái đấy rất nổi bật và sẽ không bị nhầm lẫn đâu. Đồ đôi thì em thấy là đi cả hai đều đi được, mà có nghĩa là mọi người sẽ thấy được là bọn em tình cảm sẽ khăng khít với nhau. Mà đi đồ đôi thì nó cũng êm ạ. Mà nhiều khi ví dụ như là có khó chịu thì cả hai cùng khó chịu, mà êm chân hay là thoải mái thì cả hai cùng thoải mái, sẽ được thể hiện được tình cảm khăng khít của bọn em. Giày đôi năm nay thì màu sắc rất trung tính, size đa dạng, cả nam cả nữ đều đi được. Ngoài ra thì còn một số mẫu thì khá là đặc biệt, như là giày nữ thì là có một chút tia sét hình thức, còn nam thì là sóng biển, cùng một kiểu ZX, nhưng mà có thể là nam là màu đen đỏ nhưng nữ là màu đen xanh dương, đen xanh chuối chẳng hạn. Một số bạn thích nổi bật có thể đổi ngược lại, như là đen đỏ, đen xanh dương bạn nam, còn bạn nữ thì lại đen màu đen trắng. Đã trở thành một xu hướng của thời trang, đồ đôi ngày nay không chỉ giúp các cặp đôi có thêm nhiều lựa chọn về trang phục và phụ kiện, mà còn là thông điệp khẳng định tình yêu và cá tính. Khác biệt là cảm giác mà đồ đôi mang lại cho người sử dụng. Với tiết trời xuân hơi se lạnh, những đôi giày chắc chắn sẽ là lựa chọn không thể thiếu với nhiều người. Mới đây, thương hiệu đồ lót danh tiếng Victoria's Secret đã giới thiệu đến công chúng một concept thời trang mới nhân dịp lễ tình nhân Valentine và siêu cúp bóng bầu dục Mỹ Super Bowl sắp diễn ra. Các người mẫu tham gia đoạn quảng cáo của Victoria's Secret đều là những tên tuổi chân dài đình đám trong làng thời trang như Ariana Lima, Alexandra Ambrosio, Elsa Host, Jasmine Tukis hay Taylor Hill. Họ hóa thân vào vị trí của các vận động viên bóng bầu dục và thỏa sức chơi đùa trên sân đấu với những màn ăn mừng chiến thắng đầy vui vẻ và quyến rũ.
Đây là hoạt động nằm trong chiến dịch quảng bá Score More, tạm dịch là ghi bàn và hơn thế nữa, của Victoria's Secret. Từng gây sừng sốt từ những năm 1930, họa tiết trái tim năm nay hứa hẹn sẽ lại trở thành hot trend. Mùa xuân hè 2016 và đặc biệt là dịp lễ Valentine, các nhà mốt đình đám như Dolce & Gabbana, Gucci, Salvatore Ferragamo đều tung ra thiết kế có họa tiết này. Trong đó, đề tài tình yêu và họa tiết trái tim là cảm hứng xuyên suốt được thể hiện trên trang phục và cả túi sách. Hình trái tim được in với nhiều chất liệu, phong dáng như sơ mi cộc tay, áo phông, áo thun dành cho cả nam và nữ. Dolce & Gabbana thêu trái tim đỏ lên váy ren đen, dáng suông dành cho nữ, còn họa tiết trái tim rỗng được thể hiện ở áo phông nam. Trên sàn diễn thu đông 2016 dành cho nam giới diễn ra trong tháng 1, họa tiết trái tim xuất hiện ở nhiều bộ sưu tập. Gucci gây sốt với thiết kế lấy cảm hứng vintage, trong đó các mẫu in thêu trái tim có mũi tên xuyên qua như điểm nhấn của trang phục. Salvatore Ferragamo cũng đem hình ảnh tương tự vào mẫu áo thun cổ tròn. Trong quá khứ, hình ảnh trái tim cùng những mũi tên đã tạo nên hình tượng khi diễn viên Ginger Rogers diện váy cổ điển của nhà thiết kế người Mỹ lừng danh thế giới Hollywood thời bấy giờ Edward Stevenson trong bộ phim Carefree năm 1938. Sau đó, hình ảnh này được nhắc lại trên tạp chí Life năm 1959. Đến năm 2007, hình ảnh trái tim dì máu được Jean-Paul Gaultier lăng xê trong bộ sưu tập Couture dành cho mùa xuân. Và năm 2014, bộ sưu tập Couture của Schiaparelli trong mùa thu cũng tái hiện hình ảnh trái tim trong các thiết kế váy ngắn rắn xòe và suông dài. Mỗi mùa thời trang qua đi, các cô dâu ngày càng kỹ tính và chu đáo hơn trong khâu tìm kiếm chiếc đầm phù hợp. Và với các nhà thiết kế, bên cạnh mảng thời trang ứng dụng, trang phục cưới cũng là một khía cạnh rất được quan tâm. Trong một fashion story ngày hôm nay, mời quý khán giả cùng chiêm ngưỡng những mẫu váy cưới được coi là đẹp nhất mùa mốt 2016, đồng thời cập nhật các xu hướng áo cưới mới nhất. Hình ảnh của cô dâu mà nhà thiết kế áo cưới lừng danh Vera Wang muốn mang đến cho mùa mới là quyến rũ với vẻ đẹp lạ, không giống với truyền thống. Phong dáng và chi tiết được cân chỉnh khéo léo, để cô dâu không quá hở hang nhưng vẫn khoe được vóc dáng xinh đẹp và đôi chân thon. Điển hình như chiếc đầm đính lông đà điểu với chi tiết thêu tay cùng ngọc trai. Đây là sự lựa chọn thú vị cho những cô dâu hiện tại có gu thời trang độc đáo. Nổi tiếng là một trong những nhà mốt với các thiết kế váy cưới đẹp nhất thế giới. Từ lâu, Matchesa là thương hiệu không thể bỏ qua, đồng thời cũng là sự lựa chọn đáng tin cậy cho mọi cô dâu. Lần này, Matchesa mang đến hình ảnh cao sang, quý phái hết sức tuyệt vời. Mỗi chiếc đầm mang lại một vẻ đẹp khác nhau, nhưng tất cả đều có khả năng biến cô dâu thành nữ hoàng trong ngày cưới của chính mình. Wang và Matchesa, Oscar de la Renta luôn được xếp vào hàng ngũ các thương hiệu có những mẫu váy cưới đẹp nhất thế giới. Với bộ sưu tập cưới năm 2016 này, Peter Copping, nhà thiết kế hiện tại, đã giới thiệu đến các cô dâu sắp cưới những mẫu đầm cổ điển đầy duyên dáng, nhiều sự lựa chọn trong phong dáng và hình ảnh mà cô dâu muốn hướng đến. Nổi bật là đầm suôn mong manh, trong vắt cầu kỳ với ren, hoa ba đê và voan, hay tôn dáng tuyệt đối với đầm đuôi cá xòe rộng như đóa hoa ở phần chân. Copping biết các cô dâu muốn gì, vẻ đẹp thuần khiết nhưng cao nhã, và ông đã mang đến mẫu đầm dây phối ren tôn lên những đường cong nữ tính. Xu hướng váy cưới năm 2016 thì sẽ thiên về một cái dáng thiết kế bồng xòe công chúa rất là to, tạo cho các cô dâu một cái vẻ đẹp mà rất là trong sáng,
và mang tính chất gì đấy nó rất là trẻ trung và dễ thương. Và cùng một cái dòng sản phẩm song song với những chiếc váy bồng như vậy thì là những chiếc váy đuôi cá được thiết kế phần cúp ngực đơn giản và những cái chân tùng ở dưới một cách cầu kỳ, tạo cho các cô dâu có những cái điểm mạnh là khoe được hình thể. Và có những cái thiết kế tùng như vậy cảm giác cho các bạn ấy có những cái vẻ đẹp thật là đặc biệt. Váy cưới nhiều tầng xuất hiện như những bộ váy cưới trong giấc mơ của thiếu nữ. Các lớp vải được may chồng lên nhau khéo léo để tạo hiệu ứng bồng bềnh thướt tha khi di chuyển. Các cô dâu không chỉ thoải mái bởi chất liệu nhẹ nhàng mà sẽ còn có cảm giác như đang mặc chiếc váy cưới được làm từ những đám mây. Phong cách sang trọng quyến rũ của váy cưới công chúa không còn quá mới mẻ đối với trang phục cưới trên thế giới, nhưng nhờ những bổ sung, cách điệu, xu hướng cổ điển này mang lại nét tươi mới hấp dẫn cho cô dâu hiện đại. Với phong cách sang trọng và quyến rũ, váy cưới đuôi cá năm 2016 có thiết kế tinh tế từ những chất liệu ren thêu cao cấp, cách xử lý trên áo hài hòa, mang đến cho cô dâu vẻ đẹp lộng lẫy và nổi bật. Năm nay, váy cưới đuôi cá được thiết kế đơn giản với họa tiết chạy dọc cho thân áo cùng khăn cài tóc dài tôn lên vẻ đẹp dịu dàng, làm thắm cho người con gái. Chút xòe nhẹ với von mỏng cùng thân áo ren đơn giản của chiếc váy cưới đuôi cá cho ta cảm giác bồng bềnh một cách rất nữ tính. Bên cạnh đó, váy cưới crop top dường như chưa hề lỗi mốt, mà ngược lại vẫn rất được ưa chuộng khi nó kết hợp giữa sự khỏe khoắn, trẻ trung của phần thân áo ngắn với nét mềm mại duyên dáng của phần chân váy dài thướt tha. Đây là một ý tưởng không tồi cho cô dâu thích phong cách trẻ trung hiện đại. Trong khi đó, váy cưới đính họa tiết 3D lại được coi là một trong những mẫu váy các chú rể yêu thích nhất. Họa tiết 3D là kiểu họa tiết bay bổng và góp phần tạo sự lãng mạn cho trang phục ngày cưới. Cô dâu sẽ quyến rũ hơn với những họa tiết như hoa, cánh bướm được đính tinh tế trên váy. Những chiếc váy cưới không chỉ quen thuộc với những chất liệu như ren trắng, voan đơn sắc thông thường. Mùa tới, váy cưới in họa tiết màu sắc cũng là một lựa chọn thú vị cho các cô dâu yêu thích sự đặc biệt. Năm nay, các nhà thiết kế Việt Nam hướng đến phong cách tối giản nhưng tinh tế, nhằm khéo léo che đi khuyết điểm và làm tôn lên những đường cong mềm mại vốn có của người phụ nữ Á Đông. Hơn ai hết, các nhà thiết kế hiểu được nét quyến rũ và mặn mà của người phụ nữ để không ngừng sáng tạo và đầu tư những chất liệu mới, kiểu dáng mới nhằm giúp cô dâu, người phụ nữ hạnh phúc, rạng rỡ, tỏa sáng trong ngày trọng đại. Điểm nhấn đặc biệt của nó thì bao giờ cũng sẽ là cái phần tập trung vào phần ngực, phần cúp ngực của một chiếc váy. Nó nổi bật hay không, nó lộng lẫy hay không ấy, thì cái phần đấy là cái phần quan trọng nhất. Với ý tưởng của mùa cưới năm 2016 là sự hài hòa giữa các yếu tố sang trọng, hiện đại, tinh tế, cuốn hút, áo cưới được các nhà thiết kế biến tấu, cách điệu, giúp che được khuyết điểm trên cơ thể, đồng thời tôn lên vẻ đẹp và cá tính của cô dâu. Sự góp mặt của đa dạng chất liệu vải và màu sắc góp phần làm cho thời trang mùa cưới năm nay trở nên sôi động hơn. Và cái xu hướng váy của mùa năm nay ấy, thì sẽ vẫn thiên về những cái váy đầu tiên vẫn là tông váy màu trắng và những cái dòng váy màu pastel là những cái dòng váy mà các cô dâu sẽ ưa chuộng nhất. Chất liệu váy mà các cô dâu hiện tại vẫn đang ưa chuộng nhất là các chất liệu ren lưới và chất liệu taffeta. Trái với xu hướng chuẩn bị trang phục cưới của vài năm trước đây, các cô dâu hiện đại càng ngày càng có mong muốn sở hữu hẳn một chiếc áo cưới hơn là đi thuê. Bởi không một cô gái nào muốn thuê trang phục để mặc trong ngày cưới là trang phục đã được cô dâu khác mặc hoặc sẽ mặc. Trang phục cưới mắc tiền không có nghĩa nó sẽ khiến cô dâu trông hoàn hảo. Cô dâu chỉ có thể hoàn hảo khi chiếc áo cưới tôn lên được vẻ đẹp đích thực và phù hợp với tính cách bản thân. Nếu có thể, hãy mê cho mình một chiếc áo cưới, nó sẽ có ý nghĩa và quý giá hơn. Mình đang là người thiết kế sản phẩm váy cưới trực tiếp cho rất nhiều cô dâu thì mình thấy là còn đa số một số các cô dâu thì có một cái suy nghĩ là sẽ mặc những chiếc váy phải thuê lại chẳng hạn. Thì mình thấy rằng là bản thân nếu như một cái sản phẩm được thiết kế sẵn thì bao giờ nó cũng có theo tỷ lệ. Thế nhưng mà thường thì tỷ lệ của nhất là các cô dâu người Việt Nam thì tỷ lệ form dáng nó hoàn toàn khác. Chính vì thế mà nên là có một số những cái thiết kế phù hợp với từng người thì các bạn sẽ cảm thấy tự tin và thoải mái nhất khi các bạn mặc chiếc váy trong ngày trọng đại.
Khi quyết định may cho mình một chiếc váy cưới riêng, các cô dâu phải lưu ý đến điều đầu tiên chính là sự phù hợp giữa form dáng và dáng người của mình. Tiếp đó, màu sắc cũng là yếu tố quan trọng không kém. Bên cạnh các màu truyền thống, những tông màu sáng như pastel đều là những lựa chọn đáng để cô dâu xem xét. Song quan trọng nhất, cô dâu cần biết màu sắc nào phù hợp với màu da, nhất là màu trắng. Nếu cô dâu có làn da ngăm, hãy chọn màu trắng kem hoặc trắng hơi vàng. Cổ áo đóng vai trò rất quan trọng trong tổng thể chiếc đầm, do vậy đừng bỏ qua chi tiết này. Cổ thuyền và cổ vuông sẽ rất khó trong việc tạo điểm nhấn. Các nhà thiết kế áo cưới danh tiếng rất ưa chuộng loại đầm cúc ngực vì phù hợp với nhiều vóc dáng, dễ biến tấu và ứng dụng chi tiết. Một điều lưu ý nữa là vấn đề lựa chọn nhà may. Có rất nhiều thương hiệu thời trang cưới sẵn sàng đồng hành cùng cô dâu từ khâu lên ý tưởng cho đến công đoạn may. Tuy nhiên, nếu cô dâu muốn tự mình lên ý tưởng, hãy chọn những nhà may uy tín hoặc có quen biết và trao đổi, thảo luận thật kỹ càng. Nếu có thể, cô dâu nên may nháp trước với chất liệu vải tương tự nhưng rẻ tiền hơn để chắc chắn rằng chiếc đầm cưới khi hoàn thành sẽ đúng như mong đợi. Không khí hạnh phúc trong ngày cưới cộng thêm một chút lãng mạn bay bổng từ chiếc váy cưới bồng bềnh chắc chắn sẽ là những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của cô dâu. Lãng mạn, bay bổng, ngọt ngào như trong thế giới cổ tích, sang trọng, tinh tế, gợi cảm, đó là những điều người ta nghĩ về chiếc váy cưới. Ngày nay, các nhà thiết kế đã không ngừng sáng tạo và cho ra đời những mẫu váy cưới mang tính đột phá, làm tôn lên vẻ đẹp, cá tính và phong cách của cô dâu. Hãy cùng đến với một vài gợi ý để trở thành cô dâu đẹp nhất trong ngày trọng đại. Kiểu dáng form người và kiểu dáng váy là một trong những vấn đề cực kỳ quan trọng, trong khi mà một cái yếu tố cực kỳ quan trọng khi mà quyết định rằng là nó có đẹp hay không đẹp. Thì mình có một cái gọi là bí quyết nhỏ để chia sẻ với các bạn. Khi mà ví dụ như là một cái form người đồng hồ cát thì mình khẳng định một điều rằng là các bạn mặc váy nào cũng đẹp. Có thể mặc bồng thì sẽ đẹp trẻ trung như là công chúa, có thể mặc đuôi cá thì nó sẽ mang tính chất sexy, và có thể mặc chữ A xòe nhẹ thì nó sẽ mang tính chất sang trọng nhẹ nhàng. Và có một cái điều cũng lưu ý đặc biệt cho những form người mà ví dụ hơi mập một chút, thì cái dáng váy chữ A luôn luôn là một cái dáng váy ưu tiên đầu tiên cho những cô dâu mà dáng người hơi mập. Và cái form váy bồng ấy, nó sẽ phù hợp với hầu hết tất cả các cô dâu vì nó che khuyết điểm rất là tốt. Thật ra với chiều cao ấy, thì với những cái đặc điểm mà cô dâu người ví dụ chiều cao hơi gọi là thấp một chút thì mình sẽ mặc những cái dáng váy không nên, đầu tiên là không nên xòe to, mà nó sẽ là một là suông nhẹ, suông A nhẹ, hai là có thể mặc ôm đuôi cá cũng rất là đẹp, nó sẽ có một cái mang tính chất tôn dáng cho các bạn hơn. Còn với những cô dâu mà với chiều cao lý tưởng thì thật ra các bạn mặc với một cái form váy nào cũng sẽ rất là đẹp. Tới đây, thời lượng của chương trình đã hết. 100 độ fashion tuần này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website www.vitv.vn hoặc cập nhật thông tin và góp ý cho chương trình qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.